Công ty Ẩm thực Anh Viễn, công ty Outdoor Anh Viễn xin trọng kính chào đến cả các bác, anh chị, các bạn và các em nha. Hôm nay buổi trưa thứ tư, ngày 18 tháng 4 năm 2018, anh Viễn rất vui mừng được ghép một bộ ngòi có thể nói là hiện đại. Những thiết bị hiện đại sẽ tạo lên những tác phẩm âm thanh kỳ vĩ, uyên bác và sâu sắc. Thì bộ ngòi này, anh Viễn sẽ ghép những thiết bị mà có thể nói là đang hot nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam. Đó là một chiếc máy lén DBX266XL. Thiết bị thứ hai, đó là một chiếc máy Idol View 100 của Việt Nam, là máy lưng tiếng hiện đại nhất, có thể hay nhất so với cái dòng máy lưng tiếng hiện có trên thị trường Việt Nam. Thiết bị thứ ba, đó là một chiếc lọc DBX2231, gọi lọc đầu gấu trong ngành âm thanh. Thiết bị thứ tư, đó là một chiếc K6 Pro có khả năng chống rung rất tốt và xử lý lời ca ý nhạc. Để hành Nguyễn sẽ ghép cho bác Dương Đình Thọ, có địa chỉ là thôn Đồng Tân, xã Thiệu Tâm, Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Thì bác ấy, nhà bác ấy đã có cục đẩy là một này, và bác ấy có một đôi loa bát 50, một loa bát 25. Thì khi bác về bác hát, bác nhớ em, bác phải để em cái đẩy ở vị trí 3 giờ đấy. Còn sau khi em chuyển hàng, em đã đánh dấu toàn bộ hết cho bác. Và nhà bác dùng mic không dây. Thì mic không dây thì bác chú ý em cắm lỗ sau nhé, đây lỗ trước này, lỗ sau em chỉ bác nhé, lỗ sau đây thì nó sẽ gọn gàng. Đây lỗ sau, đây đây lỗ cắm mic đi nhé, cắm sâu tay vào. Tất cả dây này em sẽ bó gọn vào. Đấy, bác cấp nhạc đây rồi này, bác cấp nhạc vào chỗ này cho em, ở cái lọc xì này in này, trên và dưới cấp nhạc từ máy tính điện thoại vào. Còn này em sẽ để sẵn hai dây này cắm lúc đấy, em đóng gọn tất cả, bó gọn đấy này mà. Đấy, và tất cả các vị trí máy lén em sẽ đánh dấu hết, tức là bác nhớ là em trùng cái này vào cái vị trí đánh dấu, trùng hết này vào, cái màu trắng này và ai đó cũng vậy, những cái vị trí này đánh trùng hết, còn lọc em đánh dấu. Còn không may vận chuyển nó sai lệch thì có thể là chính lại. Và em lưu ý bác này, cắm mic sau, thì cái mic này là mic chỉnh cổng thụt to nhỏ mic đấy, thì lỗ này một này thì em để sẵn rồi, và bác chỉ điều chỉnh mỗi lúc này thôi. Mic cổng eco này nhạy ít hay nhiều, còn hai lúc này đây ly l ly giờ thì bác muốn nó kéo dài động ca thì bác tăng cái l nào thì bác tăng cái giờ như thế. Đây lỗ vít vặn đây, ly vít là lặp lại động ca. Thế còn đây là bác muốn cho nó bay động ca thì 1k, 2.5k, 4.3k, 6.3k. Còn cái nút 100Hz, 250, 600 gì em hạ rồi, nên nó ồm nó hạ xuống cho em. Thế toàn bộ cấu hình của em đó test gửi bác. Cái này nghe nhạc hay và hát hay. Và em ghép một đôi loa DMB850, đôi loa BK rất giống với rồi chị bác. Đây nhạc tôi nhỏ đấy nhá, music này, đây Echo này, tôi nghe ít lại nhiều, đây là tôi nhỏ mic. Bắt rất là sâu. Bây giờ em sẽ test cao ok. 3, 4, 5, 6. 1, 2. Cái vị nó rất là ok. Và con ca 6 này có khả năng là chống rít rất là tốt. Một ca khúc em mới test hát bộ dàn ngoài này, đây chính bộ ngoài em nói xong bộ ngoài. Một loa BBK và người loa DMB. Lạy bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tàn trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người
về với cát bụi bờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét thân thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin được toán tính thiệt hơn. Đời như thoáng mưa, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với tất cả bằng con tim, để rồi một mai ta khi lìa xa nhân thế, không lo lắng yêu phiền, chẳng lối tiếc muộn phiền, truyền thế sự lời trần gian. Quý vị và các bạn đang được chứng kiến một bộ ghép, một chiếc máy nén 26L, một chiếc máy idol, một chiếc lọc và một chiếc K6 Pro. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét thân thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toán tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai ta khi lìa xa nhân thế, không lo lắng yêu buồn, chẳng lối tiếc muộn phiền, truyền thế sự nơi trần gian. Toàn bộ bộ ngoài em đã test xong cho bác Thọ. Thay mặt công ty em xin cảm ơn bác Thọ rất nhiều và chúc bác luôn thành công cuộc sống.